đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay sạc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để yên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để yên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trong chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trên đường quê, cô dâu đội má hồng về nhà chồng, tung bay sạc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Nhạc rập rình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình.
tay bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao bao ca. Lời ca chúc chúc cho hai người cùng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Đời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu. Hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai không tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Con y trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dễ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ôi một hay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cầu
đầy buồn, cây nguồn vui hiếm hoai ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình không tính đi thôi. Thứ hai là lễ đám cưới,
các cháu này thành thức thành ngu. Và lễ thứ ba là lễ có cây dầu xin các hoàng hoa trai là đón dâu cho cháu lần thứ nhất. Để báo cáo đấy, trong hai hòa các chị và các bà và nhà trai chúng tôi hôm nay đêm với thực hiện trong các cái thủ tục theo điều dưỡng là như thế cái thường cho các cháu. Cuối cùng thay mặt cho nhà trai xin chúc các đại biểu các cụ con các bà của hai hòa có một sức khỏe mới và gia đình hạnh phúc của mình. Sở hữu quý vị trân trọng và kính mời hát lại xem gia đình qua viên họ nhà hát có lời phát biểu ý kiến. Xin kính mời bạn. Kính thưa các cụ ông, cụ bà, các cô dì, chú bác, quan viên họ cùng toàn thể bạn bè thân thiết của hai cháu. Trước tiên, tôi xin được phép tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Vũ Thị Liên, đại diện cho họ nhà gái. Lời đầu tiên xin gửi tới các cụ, các bà cùng toàn thể con đứa này họ lời chào, lời chúc sức khỏe. Xin giới thiệu thành phần tham gia đón tiếp và tham dự các nghi lễ vu quy thành hôn của hai cháu của gia đình họ nhà gái chúng tôi, gồm đại diện các cụ ông cụ bà của cháu Liên, các ông các bà, các cô dì chú bác của hai bên nội ngoại của gia đình cháu. Anh lấy này không? Anh lấy cho này. Kính thưa các cụ ông các bà, hôm nay ngày này thật tốt, gia đình của nhà trai có cưới chồng, cây thuốc trước hết để dâng cổ tiên, đồng thời để xin làm các nghi lễ cho các cháu. Tôi thay mặt họ nhà gái trước hết chân thành cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của bên họ nhà trai, đồng thời xin chấp thuận để các cháu đồng kén duyên lên vợ lên chồng, để các cháu về làm dâu của gia đình ông bà vinh tứ cùng hai họ. Kính thưa toàn thể các cụ các ông, các cháu thì còn trẻ dại cho nên mong rằng quá trình làm dâu làm rể của hai họ, đề nghị các cụ các bà tạo điều kiện giúp đỡ để các cháu hoàn thành cái cuộc sống của mình cách thuận lợi nhất. Các cháu cũng phải không ngừng cố gắng tu dưỡng để làm sao làm tròn bổn phận của dâu quyền hẹn thảo dự thảo. Thay mặt mọi nhà gái xin kính mời các cụ các bà xơi chén nước miếng trầu miếng thuốc để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Cuối cùng năm đinh dậu sắp đến, xin kính chúc các cụ các ông các bà cô dì chú bác các bạn bè thân thiết cùng các vị khách quý một năm mới sức khỏe an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, tự nhiên an toàn tại những bàn tiệc trà tiệc châu, bàn châu này thì châu tính châu điểm, châu long châu phượng châu bình châu tai. Châu này đêm tối hôm qua mà hôm nay đám cưới thì ban ra mời người. Và liên tục chương trình xin mời hai bà sẽ trao lễ cho nhau. Một lần xin trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tháng riêng năm mới là ngày mùng 9 là tổ chức đón dâu ngày đại lễ thành phố cho các cháu Hải Phòng. Xin báo cáo với các vụ thế. Còn nội dung thứ ba là nghi lễ trong cái đón dâu hôm nay và đến tiếp theo là ngày mùng 9 tháng riêng thì phải tiếp trong nghi lễ. Thì nghĩa là hôm nay cái nghi lễ thứ nhất là xin đón dâu, xin các nhà gái đưa cháu về chồng. Như vậy là đến cái giờ này đã hai họ các cụ và các ông các bà đại diện cho nội ngoại của hai bên đã đưa cháu giữa hai bên gia đình đón dâu và đưa dâu đã về tập trung
đầy đủ. Giờ này mọi nhà trai có mặt đầy đủ. Xin báo cáo với các cụ và các ông với là các bà của hai họ. Thì hôm nay mới là đại diện đại biểu của hai họ. Thì còn chắc chắn rằng là đến mùng 9 tháng Giêng là năm mới thì hai họ nhà ta đại biểu sẽ đông nhiều mà vui hơn, tập trung hơn trong cái ngày hạnh phúc của các cháu. Thì xin báo cáo với các cụ công các bà như thế. Thì cuối cùng là thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn các cụ và công các bà của hai họ hôm nay đã đến tập trung đầy đủ đại diện của hai bên gia đình chứng kiến trong cái ngày đầu trong nghi thức phụ tục ngày lễ thành hôn cho các cháu. Xin anh đạt hương vị sang năm mới còn nhiều hơn. Các bà, tôi xin được phép tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Liên, vợ của cháu Đạt. Xin đầu tiên xin chân thành cảm ơn cái sự chuẩn bị chu đáo của mọi nhà trai cũng như cái sự đón tiếp rất nhiệt tình chu đáo của mọi nhà trai hôm nay. Thì qua ông trưởng đoàn của nhà gái thì cũng đã báo cáo với các cụ rồi. Thế thì chúng tôi cũng đã làm cái thủ tục cần thiết với các cháu nhiều hơn. Một lần nữa là xin cảm ơn các cụ các bà. Hôm nay cũng chỉ là đại diện thôi. Thì cũng mong rằng trong cái gia riêng đến cái ngày trọng của các cháu thì rất mong là các cụ và bà tiếp tục ủng hộ cái chuyện đến để chung vui cùng với hai gia đình chúng tôi năm cũ sắp qua và năm Đinh Dậu sắp tới. Xin gửi lời chúc sức khỏe các cụ các bà gia đình một sức khỏe an khang của các cụ vợ. Xin cảm ơn. Tôi là bố đẻ của cháu Đạt. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng tất cả các anh chị em ruột thịt trong hai gia đình, hai dòng họ, được sự đồng thuận và nhất trí của hai gia đình. Gia đình chúng tôi hôm nay tổ chức thứ nhất là lễ ăn hỏi, thứ hai là lễ dân cưới, thứ ba là lễ đăng ký kết hôn cho hai cháu, thứ tư là có một cơi dầu gọn nhẹ để xin đón dâu lần thứ nhất. Thay mặt gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các anh chị em ruột thịt trong gia đình đã bớt chút thời gian vàng ngọc về dự buổi lễ ăn hỏi của các cháu, của các con. Đến giờ phút này đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Làng anh làng em chung dòng sông vang vẳng câu hò, trời nắng trời mưa con đò đưa thương nước đôi bên. Chiều chiều làng em lâng lâng qua xứ dân hương, chiều chiều làng anh qua cao thơm ngàn đa tình, duyên trầu cao thắm tình.
làng em, yêu dừng trăng soi mái tranh hiền, đậm thắm tình quê, con đường đê hương lúa đê mê. Ngồi chờ dẫn trăng ăn năm cô bảy cô ba, lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu về, trăng vàng rung cành tre. Trời dần khuya anh đưa em về làng bên, đò đưa qua soi bóng trăng cười dưới nước, soi bóng chúng đôi ngài ngùng, em nắm tay anh thẹn thùng, cùng cười đùa trêu gái trai làng khúc khích sau ngõ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình, buồn lắm dần trăng đêm mồ côi hai đứa hai nơi. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ giờ, một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cũng dần trăng. Làng anh làng em chung dòng sông dân dân. Kính thưa các vị đại biểu, hôm nay Ủy ban nhân dân xã Long tổ chức đăng ký kết hôn cho anh Bùi Văn Đạt và chị Vũ Thị Liên. Về dự và chỉ đạo buổi lễ đăng ký kết hôn hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Sóc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, về dự và chỉ đạo. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và có sự đại diện của hai gia đình, có sự hiện diện của hai anh chị cùng toàn thể các bạn nam nữ người dự chứng kiến buổi lễ hôm nay. Tôi đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, Ủy ban nhân dân xã Long nhận được tờ khai đăng ký kết hôn của hai anh chị, của anh Bùi Văn Đạt và chị Thị Liên. Căn cứ đề nghị của gia đình và giấy khai xin đăng ký kết hôn cho hai chị cũng như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã Thị Sở đối với chị Vũ Thị Liên, thì anh Bùi Văn Đạt và chị Vũ Thị Liên cơ bản là đảm bảo điều kiện để đăng ký kết hôn. Chương 2 kết hôn, điều 8 điều kiện kết hôn, khoảng 1 nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây. Điểm A, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B, việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định. Điểm C, không bị mất năng lực hành vi dân sự. Điểm D, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 2 điều 5 của luật này. Điểm 2, nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Kính thưa các vị đại biểu, đối chiếu với những điều cơ bản của luật hôn nhân và gia đình thì anh Đạt và chị Liên đã đủ điều kiện kết hôn xong để đảm bảo theo điều 8 của luật hôn nhân và gia đình. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Hồng Sắc thay mặt cho Ủy ban nhân dân hỏi lại anh chị việc tìm hiểu về hôn nhân của hai chị có hoàn toàn tự nguyện hay không. Và thay mặt cho Ủy ban nhân dân xã Long, tôi hỏi anh Bùi Văn Đạt và chị Vũ Thị Liên, cuộc hôn nhân này có hoàn toàn tự nguyện không anh Đạt? Dạ có. Chị Liên có cái gì, có điều kiện gì họ ép làm không? Không. Không. Vâng. Nhưng mà anh chị ký vào sổ là ký không vàng. Thì bên phòng tư pháp người ta chưa di chuyển vậy. Mời anh Đạt và chị Liên đứng dậy để nhận lấy chiếc kéo. Mời tất cả các vị đại biểu cùng đứng dậy. Đề nghị chúng ta là chia nhau nghe. Ông Lương Văn Tuấn là cán bộ tư pháp cùng anh Đạt và chị Liên. Ủy ban nhân dân xã Long nhận được giấy khai kết hôn của anh Đạt và chị Liên. Đối chiếu theo luật hôn nhân và gia đình thì đều khẳng định là anh Đạt và chị Liên có đủ điều kiện để trở thành vợ chồng. Hôm nay Ủy ban nhân dân xã Long tổ chức lễ đăng ký kết hôn
doanh đạc và chính thiên theo quy định của ban nếp sống mới trung ương. Ủy ban nhân dân năm hôm nay chính thức công nhận anh Đạt và chị Liên trở thành vợ chồng, và hôm nay cũng chính thức ủy quyền cho hai gia đình được tổ chức lễ thành hôn cho hai anh chị theo phong tục tập quán địa phương của di sử và Hưng Long. Thay mặt cho ủy ban nhân dân Đông, xin kính chúc các vị đại biểu đại diện hai gia đình mạnh khỏe, chúc cho anh Đạt và chị Liên sống một cuộc đời trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Thưa các vị đại biểu, vì hạnh phúc của mỗi gia đình nằm trong hạnh phúc của dân tộc, mục tiêu của Đảng và Nhà nước phấn đấu xây dựng là vì hạnh phúc của con người và mọi của gia đình. Thay mặt Ủy ban nhân dân Đắk Nông, tôi xin chân thành cảm ơn ông bà đã sinh ra anh chị nuôi dạy thành những công dân tốt và bây giờ họ đã trở thành một gia đình mới. Chúc anh chị cũng có một cuộc sống cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn và có nhiều thành công trong cuộc sống. Tiếp theo trình xin mời ý kiến của hai gia đình và có ai ý kiến nữa. Chúng tôi hôm nay chúng tôi cũng là đại diện chung trong một cái tập thể gia đình hòa thuận đưa các cháu đến đây, thì cũng là tôi là xin cảm ơn đồng chí đã tạo điều kiện đi bữa đó gia đình và chúng tôi đã tạo điều kiện để chúng tôi có các cháu tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí. Kính thưa ông Phạm Hồng Sắc, kính thưa ông Một Tuần, đại diện cho Ủy ban nhân dân xã Hưng Long. Thì như ông đại diện cho Hoàng Nghĩa Trang tôi cũng đã có phát biểu rồi, thì trải qua một thời gian tìm hiểu 26 Đảng và Liên thì 26 cũng đã chín mùi và cảm thấy có đủ điều kiện để đến với hôn nhân. Thế thì có cái tinh thần của công dân Việt Nam sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hôm nay gia đình tôi cũng bắt cháu đến để có ký thực sự sự tạo điều kiện của Sắc và của Vấn nhanh gọn và căn dặn rất là đầy đủ. Chúng tôi gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục tức là khuyên ngăn các cháu để tiếp tục nghiên cứu thêm cái bộ luật hôn nhân gia đình để các cháu tiếp tục là trở thành công dân tốt, làm tròn nghĩa vụ công dân Việt Nam cũng như là làm tròn bổn phận con cháu sau gia đình. Một lần nữa là xin cảm ơn hai ông thay mặt cho ban nhân dân đông năm kết tới đến thì cũng năm mới chuẩn bị đến kính chúc các ông là trong mới sức khỏe an khang thịnh vượng và chúc xã ta luôn luôn thành công. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, kể từ giờ phút này Ủy ban nhân dân xã Long chính thức công nhận hai anh chị thực sự trở thành vợ chồng. Thay mặt cho ban tổ chức đơn ký kết hôn, xin chúc mừng hạnh phúc hai anh chị. Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các anh chị và các vị đại biểu dự chứng kiến buổi lễ đăng ký kết hôn hôm nay mạnh khỏe. Tôi xin giấy mặt buổi lễ đăng ký kết hôn ở đây. Câu hò trời nắng trời mưa con đò đưa thương nước đôi bờ chiều chiều lãng em lâng lâng qua xứ dân hương chiều chiều lãng hẳn qua cao thơm ngát đa tình duyên trầu cao thắm tình làng anh làng em yêu dần tranh soi mãi tranh hiền đầm thắm tình quê con đường đê hương lúa đê mê ngồi chờ dần trăng anh năm cô bảy cô ba lặng lặng tình nghe ngân nga câu hát câu về trăng tàn rung cành tre trời dần khuya thăm đưa em về làng bơm đò đưa qua soi bóng trăng cười dưới nước soi bóng chúng đôi ngày ngùng
nắm tay anh thẹn thùng, cùng cười đùa trêu gái trai làng cũng thích sau ngõ đường quê. Làng anh làng em chung dòng sông trăng nước giao tình, buồn lắm dần trăng đêm hồ cười hai đứa hai nơi. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ giờ, một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng dần trăng. Một nửa dần trăng bên em soi bóng bờ giờ, một nửa dần trăng bên anh đêm ngẩn ngơ chờ mơ màng cùng dần trăng. Sang đến ấy